Thảo Phi xin kính chào quý vị khán giả đang đến với bản tin Toàn cảnh thế giới được cập nhật hàng ngày trên kênh The Sài Gòn Post. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung nổi bật ngay sau đây. Thảo Phi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong một động thái đáng chú ý, Nga đã bắt đầu vận chuyển một ụ tàu nổi mới xuyên qua Biển Đen hướng tới các cơ sở đóng tàu tại Murmansk. Sự kiện này không chỉ cho thấy nỗ lực của Moscow trong việc nâng cấp hạ tầng hải quân mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh khu vực. Theo thông tin, ụ tàu nổi thuộc dự án FD-05 của Nga được đóng tại một xưởng đóng tàu Thổ Nhĩ Kỳ, vượt qua eo biển Bosphorus dài 30 km ngày 18 tháng 9. Hình ảnh được công bố cho thấy nó được kéo bởi các tàu của Cảnh sát biển Thổ Nhĩ Kỳ, đơn vị bảo đảm an toàn hàng hải trong khu vực. Ụ tàu nổi này với trọng tải 30.000 tấn và chiều dài ấn tượng 220 m được đặt hàng bởi công ty đóng tàu Anton Flot của Nga với mục đích phục vụ các tàu phá băng hạt nhân dự án 22220. Với giá trị hợp đồng lên tới 68 triệu đô la Mỹ, đây rõ ràng là một khoản đầu tư đáng kể của Nga vào năng lực hải quân của mình. Đáng chú ý, ụ tàu nổi này được trang bị hệ thống năng lượng gồm 4 máy phát điện diesel 840 kW và một máy phát điện diesel khẩn cấp 120 kW, cho thấy khả năng hoạt động độc lập cao. Điều này có thể gây lo ngại về tiềm năng sử dụng nó cho các mục đích quân sự ngoài chức năng đóng tàu thông thường. Hành trình của ụ tàu nổi từ Istanbul đến Murmansk sẽ đi qua nhiều vùng biển quan trọng, bao gồm Biển Đen, sông Don, đường thủy Volga-Don, biển Baltic, kênh đào biển Trắng, Baltic và cuối cùng là biển Trắng và biển Barents. Điều này cho thấy Nga đang tìm cách tăng cường hiện diện và khả năng hoạt động trên nhiều vùng biển chiến lược. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực Biển Đen, với việc Nga gần đây đã phóng hỏa tiễn hành trình chống hạm hạng nặng vào một tàu chở ngũ cốc đến Ai Cập, việc vận chuyển ụ tàu nổi này càng làm dấy lên lo ngại về ý đồ của Moscow. Liệu đây có phải là một phần trong chiến lược lâu dài của Nga nhằm kiểm soát các tuyến đường biển quan trọng? Động thái này của Nga không chỉ thể hiện quyết tâm nâng cấp năng lực hải quân mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về an ninh khu vực. Cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước NATO, chắc chắn sẽ theo dõi sát sao hành trình của ụ tàu nổi này và đánh giá lại các chiến lược đối phó với sự hiện diện ngày càng tăng của Nga trên các vùng biển chiến lược. Chuyển sang những diễn biến đáng chú ý trong cuộc chiến ở Ukraine. Chính quyền khu vực cho biết một cuộc không kích của Nga vào một viện dưỡng lão dành cho người già ở vùng Sumy đã khiến một người thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Chiều nay ngày 19 tháng 9, người Nga đã tiến hành không kích tại cơ sở được chỉ định, nơi có 221 bệnh nhân, trong đó có 87 người bị tàn tật. Hậu quả của vụ va chạm là một người chết và 13 người bị thương, với mức độ nghiêm trọng khác nhau. Tuyên bố cho biết, lực lượng cứu hộ đã thành lập trụ sở để khắc phục hậu quả các cuộc không kích và các bệnh nhân trong khu vực nội trú đã được di tản. Người dân được hỗ trợ y tế và tâm lý. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp nhà nước Ukraine cho biết thêm, do trúng đạn, tầng kỹ thuật và tầng 5 bị phá hủy một phần, 147 người đã được di tản khỏi tòa nhà. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, trong một ngày, quân đội Nga đã thả gần 90 quả bom trên không xuống các thành phố và vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine. Chỉ trong một ngày hôm nay, hiện tại, quân đội Nga đã sử dụng gần 90 quả bom dẫn đường trong các thành phố của chúng tôi, ở các vị trí của Ukraine. Chúng tôi chắc chắn sẽ đáp trả quân đội Nga về vụ khủng bố này. Chúng tôi sẽ phản hồi một cách đáng kể, ông viết trên kênh Telegram của mình. Sức tàn phá khủng khiếp chưa từng thấy là những từ có thể miêu tả về cuộc tấn công táo bạo và thành công của Ukraine nhắm vào một kho vũ khí quan trọng của Nga là kho vũ khí số 107 thuộc Cục Hỏa tiễn và Pháo binh GRAU, tọa lạc gần thị trấn Torobets, tỉnh Tver. Theo đó, cuộc tấn công diễn ra vào đêm 18 tháng 9, gây ra hàng loạt vụ nổ và đám cháy dữ dội, có thể nhìn thấy từ cách xa hàng trăm mét. Chính quyền Nga đã phải ra lệnh di tản khẩn cấp cho người dân trong khu vực. Đáng chú ý, kho vũ khí này được cho là chứa khoảng 30.000 tấn đạn dược, bao gồm cả hỏa tiễn phòng không và hỏa tiễn đạn đạo chiến thuật. Hình ảnh vệ tinh mới nhất được công bố vào ngày 19 tháng 9 đã cho thấy mức độ tàn phá khủng khiếp tại kho vũ khí này. Những hố bom khổng lồ, những đám lửa vẫn cháy âm ỉ và đống đổ nát của các công trình trú ẩn là minh chứng rõ ràng cho sự thành công của cuộc tấn công. Đặc biệt, ngay cả những nơi trú ẩn được cho là có tiêu chuẩn bảo vệ cao nhất cũng không thoát khỏi sự tàn phá. Điều đáng nói là kho vũ khí này mới được xây dựng hoàn thành cách đây vài năm, với kinh phí ước tính lên đến 3,6 tỷ rúp,
tương đương hơn 39 triệu Mỹ Kim. Đây là một phần trong chương trình do Bộ Quốc phòng Nga khởi xướng từ năm 2012 nhằm cải thiện hệ thống lưu trữ đạn dược và thuốc nổ, với mục đích loại bỏ việc triển khai các loại vũ khí này ngoài trời. Cuộc tấn công này là một đòn giáng mạnh vào khả năng tiếp tế đạn dược của quân đội Nga. Với khoảng cách chưa đầy 500 km từ biên giới Ukraine, kho vũ khí này nằm trong tầm hoạt động của máy bay không người lái Liuti của Ukraine. Điều này cho thấy khả năng tấn công tầm xa ngày càng được cải thiện của lực lượng phòng vệ Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo về việc phá hủy 54 máy bay không người lái ở một số khu vực vào ngày 18 tháng 9. Tuy nhiên, họ không đề cập đến tình hình ở Tver, nơi xảy ra vụ tấn công này. Điều này có thể là một nỗ lực nhằm giảm thiểu tầm quan trọng của sự kiện trong mắt công chúng Nga. Cuộc tấn công thành công này không chỉ gây thiệt hại nặng nề về vật chất của quân đội Nga mà còn có ý nghĩa chiến lược quan trọng. Nó cho thấy khả năng của Ukraine trong việc nhắm mục tiêu vào các cơ sở hậu cần quan trọng của đối phương, ngay cả khi chúng nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Điều này có thể buộc Nga phải điều chỉnh chiến lược phòng thủ và phân bổ lại nguồn lực, từ đó ảnh hưởng đến khả năng tấn công của họ tại tiền tuyến. Hơn nữa, thành công này cũng là một minh chứng cho sự tiến bộ trong công nghệ quân sự của Ukraine, đặc biệt là trong lĩnh vực máy bay không người lái tầm xa và tình báo vệ tinh. Điều này có thể góp phần tăng cường sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Nga. Trong một động thái có thể tác động to lớn đến cục diện cuộc chiến Nga-Ukraine, Nghị viện châu Âu EP đã thông qua một nghị quyết quan trọng kêu gọi các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU dỡ bỏ các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga. Quyết định này đã làm dấy lên nhiều tranh cãi và phản ứng từ các bên liên quan, đặc biệt là từ phía Nga. Quyết định được thông qua vào ngày 19 tháng 9 với 425 phiếu ủng hộ, 131 phiếu chống và 63 phiếu trắng. Nội dung nghị quyết nhấn mạnh rằng các hạn chế hiện tại đang cản trở khả năng tự vệ của Ukraine, khiến đất nước này dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng. Các nghị sĩ châu Âu cũng bày tỏ quan ngại về việc viện trợ quân sự song phương từ các nước EU cho Ukraine đang có xu hướng giảm dần. Bên cạnh việc kêu gọi dỡ bỏ hạn chế, nghị quyết còn nhắc lại cam kết trước đó của các quốc gia thành viên về việc cung cấp 1 triệu viên đạn cho Ukraine, đồng thời thúc giục đẩy nhanh quá trình cung cấp vũ khí, hệ thống phòng không và đạn dược, bao gồm cả hỏa tiễn Taurus. Hơn nữa, EP còn đề xuất một khoản cam kết hỗ trợ quân sự hàng năm cho Ukraine với giá trị không dưới 0,25% GDP của mỗi quốc gia thành viên EU và đồng minh NATO. Quyết định này của EP phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận của phương Tây đối với cuộc xung đột, cho phép Ukraine có thêm quyền chủ động trong việc phòng thủ và phản công. Tuy nhiên, một số quốc gia như Hoa Kỳ và Vương quốc Anh vẫn đang phải đối mặt với những rào cản chính trị trong việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Phản ứng từ phía Nga đối với nghị quyết này là hết sức gay gắt. Chủ tịch Duma quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đã đưa ra lời đe dọa sử dụng hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa Samad để tấn công Strasbourg, nơi đặt trụ sở chính của EP. Volodin nhấn mạnh rằng thời gian bay của hỏa tiễn Samad đến Strasbourg chỉ mất 3 phút 20 giây, đồng thời cảnh báo về phản ứng cứng rắn từ phía Nga nếu nghị quyết được thực thi. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những tuyên bố về khả năng của hỏa tiễn Samad có thể khác với thực tế. Đây không phải là lần đầu tiên các quan chức Nga sử dụng những lời đe dọa như vậy nhằm gây sức ép lên các quyết định của phương Tây. Trong bối cảnh này, EU cũng đang tăng cường nỗ lực hỗ trợ Ukraine thông qua việc mở rộng chương trình huấn luyện quân sự. Một trung tâm đào tạo ở miền Bắc nước Đức đặt mục tiêu huấn luyện 20.000 quân nhân Ukraine vào cuối năm 2024 nhằm nâng cao năng lực chiến đấu và phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine. Cuối cùng là thông tin về vụ việc chấn động Trung Đông trong những ngày vừa qua. Trong một chiến dịch tình báo tinh vi, cơ quan tình báo Israel Mossad đã sử dụng các máy nhắn tin chứa chất nổ để đánh lừa và tiêu diệt các thành viên của tổ chức Hezbollah. Vụ việc xảy ra tại Liban, nơi các chiến binh Hezbollah đã bị tấn công một cách bất ngờ, dẫn đến nhiều thiệt hại cho nhóm khủng bố này. Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông quốc tế, các sĩ quan tình báo Mossad đã gửi tin nhắn bằng tiếng Ả Rập tới máy nhắn tin của Hezbollah, khiến các chiến binh tin rằng đây là thông điệp từ lãnh đạo cấp cao của họ. Những chiếc máy nhắn tin này được sản xuất bởi một công ty bình phong của Hungary và đã được trang bị những quả mìn chứa đầy chất nổ, chờ đợi được kích hoạt từ xa. Vào ngày định mệnh đó, vào khoảng 3 giờ 30 chiều, các máy nhắn tin bắt đầu phát ra tiếng píp và âm thanh như một thông điệp khẩn cấp từ lãnh đạo Hezbollah. Tuy nhiên, ngay sau khi những âm thanh này vang lên, các vụ nổ bắt đầu xảy ra trên khắp các con đường của Liban. Những quả bom nhỏ chứa vài ounce chất nổ đã phá hủy các thiết bị và giết chết hoặc làm bị thương những kẻ sở hữu chúng.
Một số chiến binh Hezbollah thậm chí đã bị hất văng khỏi xe máy và va đập mạnh vào tường do lực của các vụ nổ. Trước đó, vào ngày 17 tháng 9, một loạt các vụ nổ đã đồng loạt xảy ra ở nhiều khu vực khác nhau của Liban, làm rúng động dư luận trong nước. Các nguồn tin ngay lập tức quy trách nhiệm cho Mossad, khẳng định rằng chính cơ quan tình báo Israel đã đứng sau vụ đánh bom hàng loạt này. Vụ việc còn khiến một quan chức Iran, đồng minh quan trọng của Hezbollah, bị thương. Sự trả thù từ Hezbollah không chậm trễ. Sau vụ tấn công, nhóm khủng bố này đã đưa ra tuyên bố đe dọa sẽ trả thù Israel bằng các biện pháp cứng rắn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Mossad vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc. Chiến dịch này không chỉ gây thiệt hại lớn về người và thiết bị cho Hezbollah, mà còn một lần nữa khẳng định khả năng tình báo xuất sắc của Israel trong việc thực hiện các chiến dịch ngầm và giáng đòn mạnh vào lực lượng đối đầu. Trong một diễn biến đầy ngoạn mục, tiểu đoàn lực lượng tự do số 4 thuộc Lữ đoàn Phản ứng nhanh vệ binh quốc gia Ukraine đã nhanh chóng giáng một đòn chí mạng vào lực lượng Nga ở khu vực Donetsk. Theo thông tin từ cơ quan báo chí của tiểu đoàn, cuộc tấn công của Nga diễn ra với sự tham gia của 3 xe bọc thép và một trung đội bộ binh. Những người lính Ukraine đã nhanh chóng mở cuộc phản công và lập chiến công khi phá hủy hoàn toàn một xe chiến đấu bộ binh của Nga bằng mìn. Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe MTLB thứ hai của Nga đi ngay sau cũng bị hủy diệt bởi một quả mìn khác. Sự chính xác và chiến thuật thông minh của quân đội Ukraine đã khiến lực lượng Nga không kịp trở tay. Đoạn video ghi lại cuộc tấn công của Nga cho thấy những hình ảnh đầy hoảng loạn khi bộ binh Nga phải vội vã rút lui sau khi mất hai phương tiện bọc thép. Tuy nhiên, với tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ, các máy bay không người lái của Ukraine được trang bị đạn dược và hệ thống FPV tiên tiến tiếp tục tấn công và tiêu diệt kẻ địch. Những tên xâm lược chạy trốn khỏi chiến trường đã phải trả giá bằng mạng sống của mình. Tổng cộng, các hành động phối hợp của vệ binh quốc gia nhằm chống lại cuộc tấn công của Nga đã khiến quân xâm lược mất một xe chiến đấu bộ binh và một xe MTLB. Hai kẻ xâm lược cũng bị giết và hai kẻ xâm lược Nga khác bị thương. Các nhà quan sát theo dõi tình hình thù địch trong cuộc chiến Nga-Ukraine đã xác định rằng quân Nga đã cố gắng tấn công vào các vị trí của Ukraine gần làng Spene thuộc quận Bakhmut, vùng Donetsk. Trước đó, quân phòng thủ Ukraine đã tấn công một bãi tập của quân xâm lược Nga bằng hệ thống phóng hỏa tiễn HIMARS hoặc M270 gần Donetsk. Sân tập này nằm gần đường vành đai Donetsk gần thành phố tạm thời bị chiếm đóng, cách tiền tuyến khoảng 25 km. Đoạn video ngắn cho thấy xác của những kẻ xâm lược Nga đã chết khoảng 10 người. Video cũng ghi lại cảnh chiếc ô tô và một chiếc xe máy bị hư hỏng. Trong một diễn biến liên quan, gần đây tại khu vực tiền tuyến thuộc vùng Kharkiv đã xảy ra nhiều vụ ngộ độc hàng loạt trong số binh lính Nga. Nguyên nhân chính được cho là do việc cung cấp thực phẩm và nước uống không bảo đảm chất lượng, gây ra những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe cho lực lượng chiếm đóng. Thông tin này được lực lượng vũ trang Ukraine công bố và được xác nhận bởi nhóm tác chiến chiến thuật Kharkiv qua kênh Telegram. Theo báo cáo từ phía Ukraine, khu vực định cư Globalkoe nằm ở phía bắc vùng Kharkiv đang chứng kiến sự điều động nhân sự lớn của quân đội Nga nhằm bổ sung cho những thiếu hụt về lực lượng ở tiền tuyến. Trong quá trình này, nhiều binh sĩ Nga đã gặp phải các triệu chứng ngộ độc do tiêu thụ thực phẩm và nước uống không đạt chuẩn. Cụ thể, tại các vị trí tiền phương của Trung đoàn Xe tăng số 11 thuộc Sư đoàn Súng trường Cơ giới số 18, các trường hợp rối loạn tiêu hóa đã trở nên phổ biến. Quân đội Nga thiếu thuốc men để chữa trị, khiến số lượng binh sĩ bị ảnh hưởng ngày càng tăng. Vấn đề này không chỉ gây tổn thất về nhân lực mà còn làm giảm đáng kể tinh thần chiến đấu của quân đội Nga tại tiền tuyến. Tình trạng suy giảm sức khỏe nghiêm trọng đã khiến khả năng phòng thủ và tinh thần của lực lượng chiếm đóng trở nên yếu kém hơn. Trong 24 giờ qua, theo thông tin từ lực lượng phòng vệ Ukraine, tình hình chiến sự tại vùng Kharkiv vẫn giữ nguyên, không có sự thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, tổn thất của quân đội Nga trong khu vực tiếp tục gia tăng chỉ trong vòng 24 giờ. Phía Nga đã mất 85 binh sĩ, trong đó có 24 người thiệt mạng và không thể thu hồi thi thể. 59 người khác đã phải đầu hàng. Ngoài thiệt hại về người, quân đội Nga còn mất tới 78 đơn vị vũ khí và trang thiết bị quân sự hoặc đã bị phá hủy hoặc hư hỏng nặng. Về tình hình chung trên các mặt trận, quân đội Nga tiếp tục duy trì các cuộc tấn công ở nhiều khu vực khác nhau. Các trận chiến diễn ra ác liệt nhất theo các hướng Bokhovsky và Kurakovsky, nơi quân đội Nga đã tiến hành 51 và 49 đợt tấn công chỉ trong 24 giờ qua. Mặc dù tần suất tấn công cao, lực lượng Nga vẫn gặp phải tổn thất lớn. Chỉ tính riêng trong 24 giờ vừa qua, hơn 1.100 binh lính Nga đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Tính từ khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga bắt đầu, tổng số binh lính Nga thiệt mạng đã vượt quá 637.000 người, tạo ra gánh nặng lớn về nhân lực cho quân đội Nga. Ngoài ra, quân đội Ukraine vẫn tiếp tục các hoạt động phản công tại khu vực Kursk. Những diễn biến mới tại đây đang mở ra các cơ hội mới cho lực lượng vũ trang Ukraine, tạo tiền đề cho các hoạt động quân sự trong tương lai.
Thưa quý vị, mở đầu bản tin ngay sau đây sẽ là một diễn biến mới nhất tại vùng Kharkiv. Tại đây, lữ đoàn xung kích riêng biệt số 3 của quân đội Ukraine đã thành công trong việc ngăn chặn một cuộc tấn công quy mô lớn của lực lượng Nga, tiêu diệt nhiều thiết bị quân sự của đối phương. Tin tức này được xác nhận thông qua kênh Telegram chính thức của lữ đoàn và được RBC Ukraine đăng tải. Theo thông tin từ quân đội Ukraine, một đoàn xe quân sự của Nga, bao gồm xe tăng và xe bọc thép, đã tiến về các vị trí của lực lượng phòng thủ Ukraine. Tuy nhiên, đoàn xe này đã bị các đơn vị trinh sát và phi công thuộc lữ đoàn xung kích số 3 phát hiện kịp thời. Ngay lập tức, các binh sĩ Ukraine đã triển khai tấn công để tiêu diệt đoàn xe, không cho quân địch có cơ hội tiếp cận mục tiêu. Cuộc tấn công chính xác từ trên không đã nhắm trúng các xe tăng của đối phương. Mặc dù xe bọc thép của Nga cố gắng thoát thân, nhưng lực lượng Ukraine đã nhanh chóng truy đuổi và phá hủy hoàn toàn. Trước khi đòn tấn công kết thúc, bộ binh Nga đã phải rút lui một cách hỗn loạn, thể hiện rõ sự thất bại của đối phương trong việc duy trì vị trí phòng ngự. Ngoài ra, các binh sĩ Ukraine cho biết máy bay không người lái UAV của họ đã hỗ trợ tích cực trong cuộc tấn công, giúp phá hủy thiết bị quân sự trị giá hàng triệu đô la của quân Nga chỉ trong một thời gian ngắn. Vai trò của UAV đã góp phần quan trọng vào thành công của đợt phản công này. Trước đó, lữ đoàn xung kích số 3 cũng đã tiến hành một cuộc phản công thành công tại Kharkiv, giành lại khoảng 2 km vuông đất đai từ tay quân xâm lược. Các lực lượng phòng thủ Ukraine đã chiếm được một số vị trí quan trọng trong khu vực phòng thủ cấp tiểu đoàn của Nga, bao gồm các trung đội và thành trì của đại đội đối phương. Theo thông tin từ chỉ huy của đơn vị Teda thuộc lữ đoàn, có tới 200 binh lính Nga đã bị tiêu diệt trong cuộc phản công này. Thắng lợi của lữ đoàn xung kích số 3 đã tạo nên cú đòn mạnh mẽ, phá vỡ tiềm năng tấn công của tập đoàn quân số 20 thuộc Liên bang Nga, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực phòng thủ của Ukraine tại vùng Kharkiv. Chấn động, một âm mưu ám sát quy mô lớn nhắm vào các quan chức cấp cao nhất của Israel, bao gồm cả Thủ tướng Benjamin Netanyahu, vừa bị cơ quan an ninh nước này phá vỡ trong gang tấc. Điều gây chấn động dư luận là kẻ chủ mưu lại chính là một công dân Israel được cho là đã bị Iran chiêu mộ để thực hiện kế hoạch tàn bạo này. Theo thông tin từ cơ quan tình báo nội địa Israel Shin Bet và cảnh sát Israel, nghi phạm đã hai lần bí mật xâm nhập vào lãnh thổ Iran, nhận tiền và chỉ thị để lên kế hoạch ám sát không chỉ Thủ tướng Netanyahu mà còn cả Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant. Đây được xem là một trong những âm mưu nguy hiểm nhất nhắm vào giới lãnh đạo Israel trong nhiều năm qua. Nghi phạm được xác định là Moti Maman, 73 tuổi, đến từ thành phố Ashkelon ở phía nam. Đối tượng này là một doanh nhân từng sống thời gian dài ở Thổ Nhĩ Kỳ, có quan hệ làm ăn rộng rãi với các công dân Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Điều đáng chú ý là nghi phạm đã yêu cầu các điệp viên Iran ứng trước 1 triệu Mỹ Kim nhưng bị từ chối. Tuy nhiên, phía Iran dường như vẫn cam kết giữ liên lạc và đã chuyển cho đối tượng hơn 5.500 USD như một khoản đặt cọc cho phi vụ này. Sự việc này không chỉ làm dấy lên lo ngại về an ninh nội bộ của Israel mà còn báo hiệu một bước leo thang mới trong cuộc đối đầu ngày càng gay gắt giữa Tel Aviv và Tehran. Quan hệ giữa hai quốc gia đã trở nên thù địch sau cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979 và gần đây càng trở nên căng thẳng với các cuộc xung đột giữa Israel và các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn như Hamas và Hezbollah. Đáng chú ý, vụ việc này diễn ra trong bối cảnh Iran vừa thề sẽ trả thù Israel sau cái chết của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh và chỉ huy cấp cao Hezbollah Fuad Shukur. Mặc dù Israel chỉ nhận trách nhiệm về cái chết của Shukur, nhưng Tehran dường như đang cân nhắc các hành động đáp trả mạnh mẽ. Hiện tại, Iran vẫn chưa lên tiếng về cáo buộc này từ phía Israel. Tuy nhiên, với tình hình căng thẳng hiện nay, nhiều chuyên gia lo ngại rằng hai quốc gia này đang đứng trước nguy cơ đối đầu trực diện, có thể dẫn đến một cuộc xung đột quy mô lớn tại khu vực Trung Đông vốn đã bất ổn. Vụ việc này một lần nữa cho thấy tính chất phức tạp và nguy hiểm của cuộc chiến bóng tối đang diễn ra giữa Israel và Iran. Nó cũng đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về an ninh nội bộ của Israel và khả năng của các cơ quan tình báo nước ngoài trong việc xâm nhập và tác động đến công dân của quốc gia này. Trong một diễn biến nguy hiểm đe dọa kích nổ thùng thuốc súng Trung Đông, Israel đã thực hiện các cuộc không kích dữ dội nhất vào miền nam Liban trong gần một năm qua. Đợt pháo kích dữ dội này diễn ra sau các cuộc tấn công vào đầu tuần do Liban và Hezbollah quy cho Israel thực hiện, phá hủy các đài phát thanh và máy nhắn tin của Hezbollah, khiến 37 người thiệt mạng và khoảng 3.000 người bị thương ở Liban. Theo thông tin từ quân đội Israel, trong hơn 2 giờ đồng hồ, các phi cơ chiến đấu của họ đã tấn công hàng trăm bệ phóng hỏa tiễn đa nòng ở miền nam Liban.
hãng thông tấn nhà nước Liban NNA xác nhận có hơn 52 cuộc không kích trên khắp miền Nam Liban sau 9 giờ tối. Các nguồn tin an ninh Liban nhận định đây là đợt không kích dữ dội nhất kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 10 năm ngoái. Phản ứng trước cuộc tấn công này, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah tuyên bố Israel đã vượt qua mọi ranh giới đỏ. Ông cáo buộc các cuộc tấn công vào thiết bị liên lạc của Hezbollah là tội ác chiến tranh và có thể được xem như lời tuyên chiến. Nasrallah cũng cảnh báo rằng không có sự leo thang quân sự nào có thể đưa cư dân Israel trở lại khu vực biên giới. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant khẳng định Israel sẽ tiếp tục hành động quân sự chống lại Hezbollah. Ông tuyên bố, theo thời gian, Hezbollah sẽ phải trả giá ngày càng đắt. Tình hình căng thẳng này đã gây ra lo ngại sâu sắc trong cộng đồng quốc tế. Tòa Bạch Ốc bày tỏ sợ hãi và lo ngại về khả năng leo thang, trong khi Anh kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức giữa Israel và Hezbollah. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cũng lên tiếng kêu gọi kiềm chế, nhấn mạnh không muốn thấy bất kỳ bên nào có hành động leo thang khiến cho thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza trở nên khó khăn hơn. Đáng chú ý, Iran, đồng minh của Hezbollah đã cảnh báo Israel sẽ phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ phe kháng chiến, ám chỉ liên minh các nhóm chiến binh liên kết với Tehran. Với tình hình hiện tại, nguy cơ xung đột lan rộng thành chiến tranh toàn diện đang ở mức báo động cao. Cộng đồng quốc tế đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao, nhưng với những tuyên bố cứng rắn từ cả hai phía, con đường đến hòa bình vẫn còn nhiều chông gai. Trên mặt trận giao tranh trực tiếp, lực lượng phòng vệ Ukraine đã đạt được những thành công đáng kể trong việc sử dụng máy bay không người lái UAV để tấn công các mục tiêu quân sự của Nga. Đặc biệt, đơn vị Muramasa thuộc lữ đoàn 109 của lực lượng phòng vệ Ukraine đã thực hiện nhiều cuộc tấn công chính xác vào thiết bị quân sự của Nga tại khu vực Pokrovskaya, tỉnh Donetsk. Theo thông tin từ quân đội Ukraine, các máy bay không người lái FPV First Person View đã được sử dụng để tấn công vào phía sau các vị trí của quân đội Nga. Mục tiêu của các cuộc tấn công bao gồm xe tăng, pháo binh và các phương tiện hậu cần của đối phương. Điều đáng chú ý là các cuộc tấn công này đã được thực hiện thành công bất chấp việc Nga triển khai các hệ thống tác chiến điện tử EW mạnh mẽ trong khu vực nhằm can thiệp vào hoạt động của máy bay không người lái Ukraine. Một trong những thành công nổi bật của chiến dịch này là việc phá hủy một xe tăng T-72 và một hệ thống hỏa tiễn phóng loạt BM-21 Grad của Nga tại khu vực gần làng Semenivka. Đáng chú ý, mặc dù quân đội Nga đã lắp đặt lưới bảo vệ trên bệ phóng Grad, nhưng biện pháp này đã không thể ngăn chặn được sự tấn công của máy bay không người lái Ukraine. Các đoạn phim được công bố cũng cho thấy nỗ lực của quân đội Nga trong việc trang bị hệ thống tác chiến điện tử trên nóc các phương tiện của họ. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine đã nhanh chóng phát hiện và tấn công vào những phương tiện này, chứng tỏ khả năng thích ứng và phản ứng nhanh của họ trước các biện pháp phòng thủ mới của đối phương. Theo các nguồn tin từ mặt trận khu vực Pokrovskaya và Kurakov, hiện đang là những điểm nóng của các hoạt động quân sự. Quân đội Nga đang cố gắng tiến hành các cuộc tấn công bằng cách sử dụng chủ yếu các nhóm bộ binh nhỏ, với số lượng binh sĩ dao động từ 3 đến 10 người, tùy thuộc vào địa hình và nhiệm vụ cụ thể. Mục tiêu chính của họ là thực hiện các hoạt động tấn công, đồng thời cố gắng tiếp cận và thiết lập các vị trí mới trong khu vực. Thành công của lực lượng phòng vệ Ukraine trong việc sử dụng máy bay không người lái để tấn công các mục tiêu quân sự của Nga có ý nghĩa chiến lược quan trọng. Nó không chỉ gây thiệt hại trực tiếp cho thiết bị và nhân lực của đối phương, mà còn làm gián đoạn các tuyến đường hậu cần, từ đó ảnh hưởng đến khả năng tiếp tế và duy trì hoạt động quân sự của Nga trong khu vực. Hơn nữa, việc Ukraine có thể vượt qua được các hệ thống tác chiến điện tử mạnh mẽ của Nga cho thấy sự tiến bộ đáng kể trong công nghệ và chiến thuật sử dụng máy bay không người lái của họ. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả chiến đấu của lực lượng Ukraine mà còn có tác động tích cực đến tinh thần của binh sĩ và người dân nước này. Thưa quý vị, mới đây một danh sách rò rỉ trên Internet đã tiết lộ những tổn thất nặng nề của một trung đoàn xe tăng Nga. Cụ thể, danh sách này cho thấy 94 binh sĩ thuộc trung đoàn xe tăng số 26 của Nga đã thiệt mạng trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2024. Thông tin này được công bố bởi kênh Telegram Spy Dossier, được cho là có liên kết với các cơ quan tình báo Nga. Theo các tài liệu được tiết lộ, trung đoàn xe tăng 26 là một phần của sư đoàn xe tăng 47, được điều động từ khu vực gần Kubiansk đến hướng Volchanskoy. Đáng chú ý, tất cả những binh sĩ thiệt mạng đều thuộc đơn vị quân đội có căn cứ đóng quân tại Mulino, vùng Nizhny Novgorod. Các chuyên gia phân tích danh sách này đã đưa ra những nhận định quan trọng về nguyên nhân dẫn đến tổn thất lớn của lực lượng xe tăng, thủy thủ đoàn và xe bọc thép của Nga. Họ cho rằng những thiệt hại này chủ yếu do các cuộc tấn công được chuẩn bị kém của phía Nga.
Trong đó, pháo binh và máy bay không người lái của Ukraine đã gây ra những tổn thất nặng nề cho thiết bị quân sự của đối phương. Ngoài ra, các bãi mìn được triển khai bởi lực lượng phòng thủ Ukraine đã được xác định là một trở ngại nghiêm trọng đối với sự tiến quân của quân đội Nga. Số lượng lớn binh sĩ thiệt mạng trong một khoảng thời gian tương đối ngắn phản ánh mức độ ác liệt của cuộc chiến và những khó khăn mà quân đội Nga đang phải đối mặt trong những tháng gần đây. Đây không chỉ là tổn thất về nhân lực mà còn là một đòn giáng mạnh vào tinh thần của binh lính Nga và có thể ảnh hưởng đến khả năng tác chiến của họ trong tương lai. Đối với Ukraine, thông tin này có thể được xem như một minh chứng cho hiệu quả của chiến lược phòng thủ và phản công của họ. Việc gây ra những tổn thất lớn cho một đơn vị xe tăng của Nga không chỉ làm suy yếu khả năng tấn công của đối phương mà còn có tác động tích cực đến tinh thần chiến đấu của quân đội Ukraine. Trong bối cảnh quốc tế, những thông tin như thế này có thể ảnh hưởng đến quyết định của các nước đồng minh trong việc tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Nó cho thấy rằng sự hỗ trợ này đang mang lại hiệu quả thực tế trên chiến trường, góp phần vào nỗ lực bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trước cuộc xâm lược của Nga. Trước tình hình thất bại nghiêm trọng trên nhiều mặt trận quan trọng, kẻ thù đã bắt đầu sử dụng mìn chống bộ binh mới ở khu vực Kharkiv. Cơ quan báo chí của nhóm tác chiến chiến thuật Kharkiv đã đưa tin về điều này. Theo thông tin mà nhóm tác chiến chiến thuật có được, đây là những quả mìn hoạt động bằng áp suất. Chúng có thân được in 3D với ngòi nổ và một lượng thuốc nổ plastic bên trong. Các mỏ mới này có quy mô và nguyên lý hoạt động tương tự như mỏ PFM-1 Lebestock vốn bị cấm theo các công ước quốc tế. Kích thước nhỏ và bản chất khó lường của chúng khiến chúng trở nên cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại không có dữ liệu đáng tin cậy nào về khả năng mở rộng sản xuất của các mỏ này ở Nga. Nhóm tác chiến chiến thuật Kharkiv cho rằng điều này có thể là kết quả của sáng kiến riêng của từng nhà sản xuất. Những quả mìn này, mặc dù khá dễ sản xuất, nhưng lại gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của những người bảo vệ chúng ta. Do mối nguy hiểm mới, chúng tôi kêu gọi tăng cường thận trọng tại các khu vực chiến sự và các vùng lãnh thổ được giải phóng, tuyên bố viết. Vào hồi đầu tháng 9, người Nga đã bắt đầu sử dụng máy bay không người lái FPV để tiến hành khai thác từ xa. Một số loại mìn này được trang bị cảm biến mục tiêu, được sử dụng trên mìn chống bộ binh POM-2, một phần khác của các loại mìn sử dụng ngòi nổ có cơ chế trễ thời gian. Những người lính cho biết yếu tố giúp phát hiện ra những quả mìn này là máy bay không người lái bên dưới chúng và tiếng kêu có két của bộ phận phần cứng. Ngoài tình hình chiến trường đang nguy cấp, thì tình hình nội bộ trong bộ máy chính quyền Putin cũng đang lục đục gay gắt. Mới đây, đoàn tùy tùng quân sự của Putin đang gây áp lực với ông ta, yêu cầu Putin tuyên bố điều động để bù đắp những tổn thất to lớn ở mặt trận. Bộ Quốc phòng Nga nhất quyết đòi làn sóng huy động mới trong nửa đầu năm, nhưng Putin bác bỏ đề xuất của quân đội. Vài tháng trước khi Putin nhậm chức vào tháng 5, họ đã có cuộc gặp với các quan chức của Bộ Quốc phòng, những người muốn thực hiện một làn sóng huy động mới để bù đắp tổn thất ở mặt trận. Điều đáng chú ý là Shoigu chưa bao giờ được nhắc đến trong tài liệu của WSJ, dù lúc đó ông đang là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Các nhà báo Mỹ đề cập đến thuật ngữ quan chức của Bộ Quốc phòng. Theo Bộ Quốc phòng Nga, thời điểm khai trương là thời điểm huy động thành công nhất khi sự ủng hộ chính trị dành cho Putin tăng lên. Tuy nhiên, Putin từ chối, nói rằng ông ta chỉ muốn lính hợp đồng tình nguyện chiến đấu. Giờ đây, tình hình đối với Putin càng trở nên gay gắt hơn. Theo ước tính của phương Tây, ông ta đang mất nhiều người hơn mức có thể tuyển dụng theo hợp đồng tự nguyện. Chiến dịch Kursk của lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục trói buộc lực lượng của họ, buộc lực lượng này phải giải tán các đơn vị của mình. Lực lượng hiện tại không đủ để đạt được các mục tiêu quân sự ban đầu, làm suy yếu tiềm năng quân sự của Ukraine và bảo vệ các khu vực biên giới của Nga. Ngày càng có nhiều người nói rằng việc huy động quân là điều không thể tránh khỏi. WSJ đã đưa ra yêu cầu với Peskov và ông đã trả lời bằng một lá thư rằng việc tuyển dụng binh lính hợp đồng tình nguyện đáp ứng nhu cầu của quân đội. Theo các quan chức phương Tây, 8% ngân sách Nga hiện dành cho quân sự. Trước đó, một binh sĩ Nga đã quay tin nhắn video từ mặt trận và khuyên người Nga trong mọi trường hợp không nên ký hợp đồng và không tham chiến. Thưa quý vị, trong những tuần gần đây, khu vực Kursk của Nga đã trở thành tâm điểm của cuộc chiến Nga-Ukraine với những diễn biến phức tạp và đầy biến động. Kể từ ngày 6 tháng 8, khi Ukraine bất ngờ tiến vào lãnh thổ Nga và tuyên bố kiểm soát được 500 dặm vuông cùng hàng chục khu định cư, tình hình tại đây đã trở nên căng thẳng và không ngừng thay đổi. Theo báo cáo mới nhất từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, lực lượng Ukraine tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công trên bộ tại quận Kluskovsky ở phía tây vùng Kursk.
Tuy nhiên, cho đến nay chưa có tiến triển đáng kể nào được xác nhận. Bản đồ do ISW công bố cho thấy phạm vi tuyên bố về những tiến bộ của Ukraine, bao gồm thị trấn Sudza và các khu định cư lân cận, ngay bên trong biên giới với vùng Sumy của Ukraine. Trong khi đó, quân đội Nga cũng đã bắt đầu phản công và đạt được một số thành công ban đầu. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đẩy lùi được các cuộc tấn công của Ukraine ở phía Tây Nam và Đông Nam của làng Veseloye. Ngoài ra, Nga cũng tuyên bố đã chiếm lại làng Snagos, mặc dù thông tin này chưa được xác nhận độc lập. Các nguồn tin từ Ukraine cho biết lực lượng vũ trang nước này đã đạt được tiến bộ trong khu vực Veseloye và Medvedje, cũng như ở phía Tây Bắc Viktorovka và phía Tây Gordievka. Tuy nhiên, giao tranh vẫn đang diễn ra ở nhiều khu vực khác. Đáng chú ý, Nga đã tăng cường đáng kể lực lượng tại Kursk. Theo một quan chức tình báo Ukraine, Moscow đã điều động khoảng 38.000 quân đến khu vực này, bao gồm cả các lữ đoàn tấn công được tái triển khai từ miền nam Ukraine. John Hardy, phó giám đốc chương trình Nga của Quỹ Bảo vệ Dân chủ FDD, nhận định rằng con số này cho thấy Nga có lực lượng đáng kể so với khoảng 10 đến 15.000 quân của Ukraine trong khu vực. Chiến lược hiện tại của Nga dường như là áp dụng cách tiếp cận kiên nhẫn hơn. Họ đang phong tỏa khu vực, tấn công các vị trí của Ukraine bằng pháo binh và bom lượng, đồng thời từ từ chiếm lĩnh lãnh thổ. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu những cuộc tấn công quy mô nhỏ ban đầu này có dẫn đến một chiến dịch lớn hơn hay không. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, chính quyền vùng Kursk đã thông báo di tản dân thường ra khỏi lãnh thổ ở các quận Rylski và Komutovsky, phản ánh mối lo ngại về an toàn của người dân trong khu vực xung đột. Tình hình tại Kursk tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh chóng và khó dự đoán. Cả Ukraine và Nga đều đang cố gắng giành lợi thế chiến lược trong khu vực này. Trong khi Ukraine đang thực hiện các cuộc tấn công nhằm mở rộng kiểm soát, Nga đang tăng cường lực lượng và phản công để bảo vệ lãnh thổ của mình. Diễn biến tại Kursk có thể có tác động quan trọng đối với toàn bộ cuộc chiến Nga-Ukraine. Việc Ukraine có thể duy trì và mở rộng sự hiện diện trong lãnh thổ Nga sẽ là một thách thức đáng kể đối với Moscow, trong khi khả năng của Nga trong việc đẩy lùi lực lượng Ukraine sẽ ảnh hưởng đến chiến lược tổng thể của Kyiv. Cộng đồng quốc tế tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình với hy vọng rằng một giải pháp hòa bình có thể được tìm thấy để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài này. Bên cạnh đó, vụ nổ kinh hoàng đã xé toạc màn đêm yên tĩnh tại Torobets, Nga, không chỉ để lại đống đổ nát của kho vũ khí số 107, mà còn phơi bày một bê bối tham nhũng nghiêm trọng, khiến cả thế giới phải giật mình về khả năng phòng thủ thực sự của cường quốc này. Đám cháy dữ dội lan rộng khắp kho vũ khí, thiêu rụi cơ sở hạ tầng và phá hủy một lượng lớn đạn dược, ước tính gây thiệt hại tương đương một vụ nổ 30 kiloton. Dư luận Nga đang xôn xao về nguyên nhân vụ nổ, mặc dù chưa có thông tin chính thức, nhiều nguồn tin cho rằng đây là kết quả của một cuộc tấn công táo bạo bằng máy bay không người lái của Ukraine, một đòn giáng mạnh vào lòng tự tôn của nước Nga. Tuy nhiên, giả thuyết về sơ suất quản lý do tham nhũng cũng được đặt ra, đặc biệt khi kho vũ khí này từng được cựu Thứ trưởng Quốc phòng Dmitry Bulgakov ca ngợi là an toàn tuyệt đối, có thể chống chọi cả với tấn công hạt nhân. Sự mâu thuẫn giữa lời tuyên bố hùng hồn và thực tế phũ phàng đã khiến dư luận Nga dậy sóng. Các blogger và chuyên gia quân sự đã lên tiếng chỉ trích gay gắt tình trạng quản lý lỏng lẻo và tham nhũng trong quân đội, cho rằng đây mới là nguyên nhân chính dẫn đến thảm họa. Sự kiện này không chỉ gây thiệt hại nặng nề về quân sự mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến vị thế của Nga trên trường quốc tế. Kho vũ khí Torobets nằm ở vị trí chiến lược gần biên giới Belarus, cách Moscow 400 km, chứa nhiều loại đạn dược quan trọng như hỏa tiễn Krat, đạn pháo và thậm chí có thể cả hỏa tiễn Iskander. Sự phá hủy này làm suy yếu đáng kể khả năng cung cấp đạn dược cho quân đội Nga ở Ukraine, có thể ảnh hưởng đến cục diện chiến trường và tạo thêm lợi thế cho Ukraine. Hơn nữa, vụ việc cũng đặt ra câu hỏi lớn về hệ quả của hệ thống phòng không Nga và khả năng bảo vệ các cơ sở quân sự quan trọng, khiến nhiều người lo ngại về an ninh quốc gia của Nga. Bê bối tham nhũng càng trở nên rõ ràng hơn khi Bulgakov, người từng quảng bá rầm rộ về sự an toàn của kho vũ khí, đã bị bắt vì tội gian lận vào tháng 7 năm 2024. Sự việc này cho thấy tham nhũng đã ăn sâu vào hệ thống quân sự Nga, gây ra những hậu quả nghiêm trọng, không chỉ về kinh tế, mà còn về tính mạng và uy tín quốc gia. Đại tá Andrei Katabolov, người từng tham gia xây dựng kho vũ khí, cũng có thể bị liên đới và phải đối mặt với những câu hỏi khó về trách nhiệm của mình.
Vụ nổ kho vũ khí Torobets không chỉ là một thảm họa quân sự, mà còn là một bằng chứng rõ ràng cho thấy tham nhũng đã ăn sâu vào hệ thống quân sự Nga, gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Sự kiện này có thể sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận trong thời gian dài và có thể dẫn đến những thay đổi quan trọng trong chính sách và chiến lược của Nga, đồng thời làm suy yếu lòng tin của công chúng vào chính phủ và quân đội. Liệu đây có phải là một bước ngoặt đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc chiến mới chống tham nhũng trong lòng nước Nga? Chỉ thời gian mới có thể trả lời. Trước tình hình cháy rừng trên diện rộng ở Bồ Đào Nha, Ukraine đã đề nghị hỗ trợ nước này để nhanh chóng dập tắt các vụ cháy. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klimenko thông báo rằng một máy bay chữa cháy của Cục Cứu hỏa Nhà nước sẽ được điều đến Bồ Đào Nha. Cơ quan cứu hỏa khẩn cấp nhà nước có một máy bay chữa cháy chuyên dụng và các chuyên gia được đào tạo để hoạt động trong những điều kiện như vậy, ông Klimenko tuyên bố. Thay mặt Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông đã gặp Antonio Vasco Alves Machado, đại sứ Bồ Đào Nha tại Ukraine. Bồ Đào Nha hiện đang trải qua các vụ cháy lớn ở miền Trung và miền Bắc gây ra thương vong và thương tích. Nhiệt độ cao và gió mạnh đang làm phức tạp thêm các nỗ lực chữa cháy, Klimenko nói thêm. Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh rằng, trong cuộc xâm lược toàn diện, lực lượng cứu hộ Ukraine đã có được kinh nghiệm đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp. Tại Bồ Đào Nha, hàng nghìn lính cứu hỏa đã được triển khai để dập tắt các đám cháy rừng quy mô lớn. Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro đã ban bố tình trạng thiên tai tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cháy rừng. Để chữa cháy, lực lượng cứu hộ Ukraine có máy bay AN-32P đặc biệt. Máy bay chữa cháy của Ukraine này dựa trên máy bay AN-32. Máy bay được trang bị 4 thùng chứa có thể tháo rời bên ngoài, mỗi thùng chứa 2.000 lít. Chất chữa cháy có thể được xả ra từ tất cả các bình cùng lúc hoặc luân phiên theo khoảng thời gian nhất định. Từ năm 2022, các đơn vị hàng không của Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine được chuyển từ Nizhny đã hoạt động trong Liên minh châu Âu. Tổng cộng 4 máy bay AN-32P đã là một phần của đội bay đặc biệt của SES kể từ năm 2008. Năm 2021, công ty Antonov đã nhận được đơn đặt hàng cung cấp máy bay AN-32P trị giá 470 triệu UAH. Trước cuộc xâm lược toàn diện, máy bay AN-32P của Ukraine đã tham gia chữa cháy ở nhiều quốc gia. Năm 2021, Ukraine đã điều máy bay chữa cháy đến Thổ Nhĩ Kỳ để dập tắt các đám cháy rừng. Trong một diễn biến quan trọng khác trên thế giới, một thảm kịch thiên nhiên đang diễn ra tại trái tim châu Âu. Một cảnh tượng kinh hoàng mở ra trước mắt người dân Budapest khi mực nước sông Danube dâng cao với tốc độ chóng mặt, nuốt chửng bờ kè trung tâm thành phố. Đầu đớn nhất là hình ảnh tòa nhà Quốc hội Hungary, quần thể kiến trúc vĩ đại nhất đất nước, giờ đây đang chìm nhiễm một phần dưới làn nước đục ngầu. Công trình kiến trúc tuyệt mỹ này từng là niềm tự hào của cả dân tộc và là điểm đến mơ ước của hàng triệu du khách, giờ đây trở thành biểu tượng của sự tàn phá khủng khiếp mà thiên nhiên gây ra. Hai thập niên xây dựng, hàng trăm năm lịch sử, giờ đây đang bị đe dọa bởi cơn thịnh nộ của tự nhiên. Nhưng Hungary không đơn độc trong cơn ác mộng này. Toàn bộ khu vực Trung Âu đang oằn mình dưới sức tàn phá của bão Boris. Ba Lan, Romania, Cộng hòa Séc, Áo và Moldova đều đang phải đối mặt với lũ lụt kinh hoàng. Hàng loạt cuộc di tản khẩn cấp được tiến hành, cơ sở hạ tầng bị phá hủy tan tành và không may là 17 người đã thiệt mạng. Cộng hòa Séc, quốc gia láng giềng của Hungary, cũng đang chìm trong biển nước. Người dân nơi đây đang phải chạy đua với thời gian để cứu lấy những gì còn sót lại. Trong cơn hoạn nạn này, Ukraine, quốc gia vốn đang phải đối mặt với cuộc xâm lược của Nga, đã không quản ngại khó khăn, ngỏ lời đề nghị giúp đỡ những nước bạn đang gặp nạn. Đây không chỉ là một thảm họa thiên nhiên, mà còn là một lời cảnh tỉnh đau đớn về sự thay đổi khí hậu toàn cầu, khi những biểu tượng văn hóa, lịch sử hàng trăm năm tuổi bị đe dọa. Đánh không hơn thì dỡ thói ăn vạ của chí phèo. Tổng tư lệnh Hải quân Nga Đô đốc Alexander Moiseev đã đưa ra tuyên bố về mức độ sẵn sàng cao của lực lượng hạt nhân chiến lược được triển khai trên các tàu ngầm thuộc hạm đội Thái Bình Dương. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị toàn cầu đang gia tăng, đặc biệt là cuộc chiến xâm lược đang diễn ra tại Ukraine. Theo lời Đô đốc Moiseev, sư đoàn tàu ngầm số 25 của hạm đội Thái Bình Dương, bao gồm các tàu tuần dương chạy bằng năng lượng hạt nhân, được trang bị hỏa tiễn hạt nhân, đang ở trạng thái sẵn sàng cực kỳ cao để bảo đảm an ninh cho Nga. Ông nhấn mạnh rằng đây là những con tàu hiện đại với cấp độ công nghệ hoàn toàn mới, có độ tin cậy kỹ thuật cao nhất.
trong một buổi lễ tại căn cứ Kamchatka, Đô đốc Moiseev đã trao huân chương Nakhimov cho đội tàu tuần dương hỏa tiễn chiến lược tàu ngầm hạt nhân của hạm đội Thái Bình Dương. Ông ca ngợi thế hệ tàu ngầm hiện tại đã tiếp nối, xứng đáng truyền thống chiến thắng của các thế hệ đi trước, những người đã bảo vệ lợi ích quốc gia Nga trên biển. Hiện nay, hạm đội Nga sở hữu một lực lượng đáng kể gồm 14 tàu ngầm chiến lược được trang bị hỏa tiễn mang đầu đạn hạt nhân. Trong số này, 8 tàu phục vụ trong hạm đội phương Bắc và 6 tàu thuộc hạm đội Thái Bình Dương. Ngoài ra, Nga còn có 12 tàu ngầm mang hỏa tiễn hành trình và 10 tàu ngầm hạt nhân có mục đích đặc biệt, chủ yếu thuộc hạm đội phương Bắc. Theo số liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm Shipri, hỏa tiễn phóng từ biển chiếm khoảng 1/3 lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga. Cụ thể, hạm đội được trang bị 80 hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa Sineva, mỗi hỏa tiễn mang 4 đầu đạn, và 96 hỏa tiễn Bulava, mỗi hỏa tiễn mang 6 đầu đạn. Tuyên bố của Tổng tư lệnh Hải quân Nga về mức độ sẵn sàng cao của lực lượng hạt nhân chiến lược có thể được xem như một động thái nhằm thể hiện sức mạnh và khả năng răn đe của Nga trên trường quốc tế. Tuy nhiên, nó cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng và khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân trong các cuộc xung đột. Cộng đồng quốc tế và các chuyên gia an ninh đang theo dõi sát sao tình hình này. Nhiều ý kiến cho rằng, việc Nga liên tục nhắc đến khả năng hạt nhân của mình có thể là một phần trong chiến lược gây áp lực đối với phương Tây và Ukraine trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra. Trong một diễn biến liên quan, lực lượng phòng vệ Ukraine đã một lần nữa chứng minh hiệu quả trong việc đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga. Một đoạn video mới được công bố trên tài khoản Telegram chính thức của lực lượng lục quân Ukraine đã ghi lại cảnh một máy bay không người lái Kamikaze Shahed của Nga bị bắn hạ bằng pháo phòng không Su-23A. Theo thông tin từ quân đội Ukraine, chiến công này thuộc về các chiến sĩ thuộc Trung đoàn Hỏa tiễn phòng không số 38, mang tên Đại tá Yuri Tutyunik. Đây là một minh chứng rõ ràng cho khả năng thích ứng và sáng tạo của lực lượng phòng thủ Ukraine trong việc sử dụng các loại vũ khí hiện có để đối phó với các mối đe dọa mới. Pháo phòng không Su-23-2 là một loại vũ khí có nguồn gốc từ thời Liên Xô, được thiết kế để bảo vệ các mục tiêu trên mặt đất khỏi các cuộc tấn công từ trên không. Đây là một hệ thống pháo tự động hai nòng cỡ 23x152mm, có khả năng tấn công hiệu quả các mục tiêu bay thấp trong phạm vi 2,5 km. Ngoài ra, nó cũng có thể được sử dụng để tấn công các xe bọc thép của đối phương trong phạm vi 2 km. Máy bay không người lái Kamikaze Shahed của Nga đã trở thành một mối đe dọa đáng kể đối với Ukraine trong thời gian gần đây. Loại vũ khí này được Nga sử dụng để tấn công các mục tiêu dân sự và quân sự sâu trong lãnh thổ Ukraine, gây ra nhiều thiệt hại và thương vong. Việc Ukraine có thể đối phó hiệu quả với loại vũ khí này không chỉ có ý nghĩa về mặt quân sự, mà còn góp phần bảo vệ người dân và cơ sở hạ tầng quan trọng của đất nước. Thành công này của lực lượng phòng vệ Ukraine cũng đặt ra những câu hỏi về hiệu quả của chiến lược sử dụng máy bay không người lái của Nga. Mặc dù Shahed được coi là một vũ khí có chi phí thấp và khó bị phát hiện, nhưng việc Ukraine có thể bắn hạ chúng bằng các hệ thống phòng không cũ hơn như Su-23-2 cho thấy những hạn chế trong khả năng tác chiến của loại vũ khí này. Đồng thời, điều này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo và sáng tạo trong chiến tranh hiện đại. Lực lượng phòng vệ Ukraine đã chứng minh rằng với sự huấn luyện tốt và chiến thuật phù hợp, họ có thể sử dụng hiệu quả ngay cả những vũ khí cũ để đối phó với các mối đe dọa mới nhất. Thưa quý vị, chiến dịch quân sự tại Kursk đã trở thành điểm sáng mới trong cuộc chiến Nga-Ukraine, khi Ukraine không chỉ đẩy lùi quân đội Nga mà còn mở rộng đầu cầu ngay trên lãnh thổ đối phương. Nhà phân tích quân sự Evgeny Dikhi đã chia sẻ quan điểm của mình về tầm quan trọng chiến lược của chiến dịch Kursk trong cuộc chiến Nga-Ukraine. Theo ông, chiến dịch này đánh dấu một bước đột phá lớn của Ukraine và là thành công quân sự quan trọng nhất kể từ mùa thu năm 2022 khi Ukraine giải phóng Kharkiv và Kherson. Ông nhấn mạnh rằng, chiến dịch Kursk không chỉ có ý nghĩa quân sự mà còn mang tầm quan trọng chính trị đáng kể. Dikhi chỉ ra rằng, trước khi diễn ra chiến dịch Kursk, dư luận phương Tây phần lớn tỏ ra bi quan về khả năng của Ukraine trong việc đối đầu với Nga. Nhiều người tin rằng Ukraine sẽ không thể đánh bại Nga bằng biện pháp quân sự và đã thảo luận về các kịch bản đàm phán và những điều kiện có lợi cho Moscow. Tuy nhiên, sau thành công bước đầu tại Kursk, mọi thứ đã thay đổi. Dikhi nhấn mạnh rằng, chiến dịch này đã đặt ra câu hỏi mới, làm thế nào để đánh bại Nga thay vì việc Nga có thể bị đánh bại hay không? Ông giải thích, việc Ukraine đưa cuộc chiến ra khỏi chiến hào và tiến sâu vào lãnh thổ Nga đã tạo ra một bước ngoặt quan trọng, khiến thế giới phải nhìn nhận lại khả năng của Ukraine trong cuộc chiến này.
Thành công tại Kursk đã phá vỡ những dự đoán u ám từ đầu năm 2022 về khả năng của quân đội Ukraine, đồng thời khẳng định rằng Nga không phải là bất khả chiến bại. Dickey còn nhấn mạnh rằng sự thay đổi trong chiến thuật và tinh thần chiến đấu của Ukraine đã tạo ra cuộc thảo luận mới ở phương Tây. Thay vì bàn về khả năng Ukraine thất bại, câu hỏi hiện tại xoay quanh việc làm thế nào để bảo đảm chiến thắng cho Ukraine và tại sao họ chưa nhận được đủ sự hỗ trợ cần thiết. Điều này cho thấy chiến dịch Kursk không chỉ là một chiến thắng quân sự mà còn là một chiến thắng lớn về mặt chính trị, làm thay đổi cách nhìn của cộng đồng quốc tế đối với cuộc chiến Nga-Ukraine. Trước đó, Dickey đã từng nhấn mạnh về nỗi sợ duy nhất thực sự của Nga là khi họ phải đối mặt với sự thật rằng cuộc chiến này đã thất bại và rằng chiến thắng của Ukraine là điều hoàn toàn có thể. Quân đội Ukraine đang tiến hành các chiến dịch quân sự mạnh mẽ tại khu vực Kursk trên lãnh thổ Nga, mở rộng đầu cầu chiến lược và đẩy lùi các cuộc phản công của Nga. Theo báo cáo từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ ISW, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến quân vào quận Kluskovsky, khu vực phía đông làng Krasnotiavskoye, gây sức ép lên các đơn vị phòng thủ của Nga. Bộ Quốc phòng Nga đã thừa nhận cuộc tấn công của Ukraine và triển khai lực lượng từ các trung đoàn dù và thủy quân lục chiến để bảo vệ các khu vực chiến lược như Vesely, Medvezhye và Novy Bud. Mặc dù tuyên bố đã đẩy lùi được một số cuộc tấn công, Nga vẫn không thể ngăn chặn hoàn toàn bước tiến của Ukraine. Các nhà phân tích ISW nhấn mạnh, Ukraine đã mở rộng được đầu cầu tại các khu vực đông nam Korenevo và tây bắc Sudza, dù quân Nga đã giành lại được một phần lãnh thổ nhỏ ở Korenevo và Obukhovka. Nga đã phản công mạnh mẽ với sự tham gia của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 810 và Lữ đoàn Dù số 11 thuộc Hạm đội Biển Đen Nga, cùng với sự hỗ trợ của các phương tiện bọc thép. Tuy nhiên, kết quả của những cuộc phản công này chưa rõ ràng và các lực lượng Ukraine vẫn duy trì thế chủ động, không ngừng mở rộng địa bàn kiểm soát. Dù Moscow đã tăng cường các hoạt động quân sự tại Kursk, không có dấu hiệu cho thấy một cuộc tấn công quy mô lớn từ phía Nga. Ngược lại, Ukraine tiếp tục gây sức ép mạnh mẽ lên khắp khu vực, khiến quân Nga phải liên tục thay đổi chiến thuật phòng thủ. Đoạn video ghi lại cảnh tượng Ukraine từ lữ đoàn 225 đột phá sâu vào Kursk đã minh chứng cho tinh thần chiến đấu quả cảm và quyết tâm cao độ của quân đội Ukraine. Cuộc chiến tại Kursk đang diễn ra khốc liệt, nhưng Ukraine đã thành công trong việc duy trì các vị trí chiến lược và đánh bại nỗ lực phản công của Nga. Sự linh hoạt và chiến thuật khéo léo của quân đội Ukraine đã khiến Nga phải đối mặt với những thách thức lớn trong việc bảo vệ lãnh thổ. Thưa quý vị và các bạn, một sự việc đáng báo động vừa xảy ra tại thành phố New York. Một cụ bà 81 tuổi đã bị tấn công dã man khi đang dắt chó đi dạo, nhưng may mắn thoát chết. Theo báo cáo của đài Fox 5 New York, cụ bà, tạm gọi là Gloria, cho biết cụ cảm thấy may mắn vì còn sống sau khi bị một người đàn ông lạ mặt đấm vào đầu một cách bất ngờ ở khu Upper West Side của Manhattan vào hôm thứ Sáu vừa qua. Mặc dù bị thương tích ở mặt và cổ, cụ Gloria đã chia sẻ với phóng viên của Fox 5 rằng không nhớ nhiều về vụ việc vì bị chấn động não sau cú đánh. Tuy nhiên, cụ mô tả vụ việc là đáng sợ. Điều đáng sợ là nó xảy ra ngay trước tòa nhà của tôi, cụ nói. Đoạn video từ camera an ninh cho thấy cụ Gloria đang dắt chó đi bộ trên vỉa hè gần giao lộ đường 66 Tây và đại lộ Amsterdam vào khoảng 7 giờ tối. Một người đàn ông mặc đồ đen đi ngang qua và có vẻ nói gì đó với cụ. Sau đó hắn quay lại, tiến đến gần cụ Gloria từ phía sau và bất ngờ đấm mạnh vào mặt cụ. Mặc dù đài truyền hình đã dừng video và không chiếu toàn bộ cảnh tấn công, họ cho biết cụ Gloria đã đập đầu vào tường tòa nhà trước khi mất thăng bằng và ngã xuống đất. Đoạn tiếp theo cho thấy cụ nằm trên mặt đất, trong khi kẻ tấn công bỏ đi và những người qua đường vội vã đến giúp đỡ cụ. Tôi không muốn xem lại đoạn băng đó, có lẽ vì tôi cảm thấy mình quá may mắn, hắn ta có thể đã mang theo dao, cụ Gloria chia sẻ. Cổ tôi sưng to gần bằng mặt. Đáng ngạc nhiên là dù bị tấn công, cụ Gloria vẫn tiếp tục dắt chó đi dạo hàng ngày. Cụ nói, tôi không muốn trốn trong căn hộ của mình. Cảnh sát New York đang tiếp tục điều tra vụ việc này. Vụ tấn công này là một trong nhiều vụ bạo lực đang gia tăng ở thành phố New York. Vào tháng 3 vừa qua, nhiều phụ nữ trẻ đã lên mạng xã hội tố cáo việc họ bị người lạ đấm vào mặt hoặc đầu khi đang đi bộ trên đường phố New York. Một người trong số đó, người dùng TikTok Olivia Brand, đã đăng video ngày 17 tháng 3 sau khi cô bị một người đàn ông đấm trên vỉa hè. Anh ta nói, xin lỗi, rồi đấm vào đầu tôi. Cô nhớ lại, chú ơi, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ngoài ra, nhiều phụ nữ khác cũng báo cáo những sự việc tương tự. Bình luận viên CNN tố cáo chính đài của mình xuyên tạc lời cựu Tổng thống Trump.
Thưa quý vị, một sự việc đáng chú ý vừa xảy ra tại đài CNN. Scott Jennings, một bình luận viên chính trị kỳ cựu của đài này, đã công khai chỉ trích chính nơi mình làm việc. Ông cho rằng CNN đã để chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Harris bóp méo lời nói của cựu Tổng thống Donald Trump nhằm kích động cử tri. Như chúng ta đã biết, cựu Tổng thống Trump vừa thoát khỏi một vụ mưu sát hụt tại sân golf của ông ở Florida. Ông Trump cho rằng chính những lời lẽ của Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Harris đã khiến ông trở thành mục tiêu bị bắn. Trong một cuộc thảo luận trên CNN về mối liên hệ giữa ngôn từ gay gắt trong bầu cử và các vụ mưu sát gần đây, ông Jennings đã thẳng thắn lên tiếng. Khi tôi nghe các chính trị gia dân chủ nói về ông Donald Trump, tôi thấy họ đang dựng lên một loạt lời nói dối để kích động cử tri. Tôi tự hỏi họ có thực sự quan tâm đến bạo lực mà chúng ta đều cho là khủng khiếp không? Ông Jennings chỉ trích chiến dịch tranh cử của bà Harris đã vẽ ra một viễn cảnh u ám nếu ông Trump tái đắc cử. Ông nói, bà ấy cứ lặp đi lặp lại, Trump sẽ trở thành nhà độc tài ngay từ ngày đầu tiên. Nhưng này, nước Mỹ luôn đấu tranh chống lại độc tài, đó là lịch sử của chúng ta. Ông Jennings cũng chỉ ra việc lời nói của ông Trump bị xuyên tạc. Ví dụ khi ông Trump dự đoán về một cuộc tắm máu kinh tế trong ngành ô tô nếu Biden thắng cử, phe dân chủ lại cố tình hiểu sai ông Trump đe dọa bạo lực. Trong cuộc tranh luận gần đây, bà Harris đã nói, ông Donald Trump đã nói sẽ có một cuộc tắm máu nếu kết quả bầu cử không như ý ông ấy. Ông Jennings phản bác, cụm từ tắm máu này được phe dân chủ lặp đi lặp lại mỗi ngày trên mọi kênh truyền hình. Đây là một phần trong chiến lược bôi nhọ Trump của họ. Ngay cả nữ dẫn chương trình Abby Phillip của CNN cũng phải thừa nhận rằng bà Harris đã xuyên tạc lời của ông Trump. Tuy nhiên, bà Phillip vẫn cố gắng biện minh cho phe dân chủ. Ông Jennings kết luận, những câu chuyện sai lệch này là một phần trong chiến lược của đảng Dân Chủ. Họ cứ lặp đi lặp lại những lời buộc tội vô căn cứ như tắm máu, nhà độc tài, xóa bỏ hiến pháp. Đây là trụ cột trong chiến dịch chống Trump của họ. Qua sự việc này, chúng ta có thể thấy rõ hơn về tình trạng đáng lo ngại trong truyền thông Hoa Kỳ hiện nay, việc xuyên tạc và bóp méo lời nói của các chính trị gia, bất kể thuộc đảng phái nào, là một hiện tượng nguy hiểm. Nó không chỉ làm sai lệch thông tin mà còn có thể gây chia rẽ sâu sắc trong xã hội. Là người tiêu thụ thông tin, chúng ta cần phải hết sức thận trọng và tỉnh táo khi tiếp nhận các tin tức, đặc biệt là trong giai đoạn bầu cử căng thẳng này. Việc kiểm chứng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau là vô cùng quan trọng. Kính thưa quý vị, và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin toàn cảnh thế giới của The Saigon Post. Chân thành cảm ơn quý vị đã lựa chọn The Saigon Post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an. Thảo Vy xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.